Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của MacHome. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm cái công trình thực tế do MacHome của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực tầng 1 của công ty. Ở đây thì đã có địa chỉ tại số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Thì khu vực này sẽ trưng bày toàn bộ tất cả các vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp của MacHome của chúng tôi. Và nếu mà quý vị nào mà đang có ở khu vực này thì hãy có thể qua đây này, trực tiếp tham quan, trải nghiệm sản phẩm, cũng như là mang về cho mình những sản phẩm giá trị nhất. Còn ngày hôm nay thì không biết rằng là chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Kênh Thể Bật Mí quý vị khán giả biết không? Ngày hôm nay thì Đức Kiên cũng như là Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị khán giả đi thăm hai công trình có chung một lối thiết kế, đó chính là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái Nhật. Và ngoài ra còn chung một địa điểm nữa, đó chính là tỉnh Thái Bình. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng di chuyển luôn nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có MacHome. MacHome, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. MacHome có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu MacHome vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. MacHome đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. MacHome đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới MacHome qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có MacHome. Tiếp tục với chuyến di chuyển về Thái Bình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến thăm công trình của gia đình anh Luận có địa chỉ tại Hưng Hà, Thái Bình. Và ngày hôm nay thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên chính công trình này rồi. Và quý vị có thể nhìn thấy thì ở đây công trình được tọa lạc trên một mảnh đất vô cùng vuông vắn và xung quanh là rất là nhiều những cái hệ thống tiểu cảnh và sân vườn với rất là nhiều những cây cảnh hoa cỏ rất là đẹp. Và quý vị thân mến, công trình của chúng ta được xây trên một lô đất cách xa với cả mặt đường chính, thế nên là chúng ta rất đảm bảo về việc thông thoáng này. Và ngoài ra nữa, chúng ta có thể tránh rất nhiều khói bụi, không ảnh hưởng đến công trình. Cũng như tiếng ồn nữa đúng không ạ? Và phía trước đây thì sẽ là một khoảng sân rất là lớn để chúng ta có thể là thoải mái vui chơi sinh hoạt. Còn nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta thì đó chính là một công trình nhà mái Nhật 2 tầng. Và ngoài ra nữa thì còn kết hợp với cả cái phong cách hiện đại, và cái điều này nó đã giúp cho công trình của chúng ta nhìn nó đúng với cái phong cách quốc dân rồi, là nhìn nó sẽ có một cái sự tinh giản này, gọn nhẹ nhưng mà vẫn đảm bảo được cái sự sang trọng và nhìn vào thì rất là lôi cuốn. Nói đến hệ thống mái Nhật thì quý vị cũng đã quá quen thuộc trong các thiết kế của MacHome. Mái Nhật có một cái ưu điểm đó chính là nó tỏa ra các hướng khác nhau, giúp chắn nắng che mưa rất là tốt. Đặc biệt thì khi mà chúng ta sử dụng hệ thống mái Nhật ấy, thì nó sẽ còn có thêm một cái tác dụng nữa, đó chính là mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Và quý vị có thể nhìn thấy thì bao phủ lên toàn bộ công trình này là hai cái màu sơn rất là nổi bật, đó là màu trắng và màu xanh ghi. Hai màu này thì sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên hài hòa và bắt mắt hơn.
Và đối với thông số của căn nhà thì ngôi nhà có chiều ngang đó chính là 8,7m và chiều sâu là 12,8m. Như vậy là chúng ta đã có tổng diện tích hai mặt sàn lên tới 225m2. Và đối với chiều cao của ngôi nhà thì có chiều cao lên tới hơn 10m. Trong đó chúng ta có hệ thống bậc tam cấp cao 450mm, tầng 1 thì cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m và riêng phần mái nhà thôi là có chiều cao lên tới 2,8m rồi. Và khi mà quý vị tiến gần hơn vào công trình thì quý vị có thể thấy là công trình này thiết kế với hệ bậc tam cấp đi lên. Tam cấp là cái không gian mà để liên kết giữa ngoài sân và bên trong nhà. Với cái hệ bậc này thì sẽ thường chúng ta sẽ thiết kế theo cái quy luật đó chính là thiên địa nhất để có thể là đảm bảo được cái yếu tố sinh khí cho căn nhà của mình. Đặc biệt thì toàn bộ hệ thống sảnh này của chúng tôi thì sẽ được lát bằng chất liệu đó chính là gạch granite, với lại ở giữa này thì sẽ là gạch màu đỏ, còn hai bên sẽ là màu đen. Nó sẽ giống như là một cái tấm thảm vậy, có thể trải ra để chào đón khách bên trong nhà. Và đối với sảnh chính của chúng ta thì còn được thiết kế hai cột trụ ở hai bên rất là vuông vức. Và quý vị có thể để ý rằng là các cái đường chỉ âm tường của cột trụ thì nó đã giúp cho hai cột trụ nó đồng nhất với cả cái lối thiết kế phong cách của toàn căn nhà rồi. Và ngoài ra nữa thì sảnh chính của chúng ta còn bố trí hai cái rèm để có thể tránh nắng hiệu quả, bởi vì là cái hướng nhà của chúng ta xuôi về hướng Tây, thế là buổi chiều chúng ta đón rất nhiều ánh nắng. Và khi mà chúng ta thiết kế cái tấm rèm này á thì nó sẽ giúp cho cái phần cửa này, bảo vệ cái phần cửa chính của chúng ta bên trong này, thì nó sẽ tránh cái hiện tượng là cong vênh hay co ngót. Như quý vị đã biết rồi ạ, khi mà chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên cho cái phần cửa chính như thế này thì cái điều mà nó sẽ phải chống chịu với mọi tác động tự nhiên từ bên ngoài là một điều không tránh khỏi, đúng không ạ? Chính vì thế mà cần phải có một cái tấm rèm như thế này. Đấy. Và bên cạnh đó thì cái phần hệ thống cửa của chúng ta này được sử dụng bằng chất liệu đó chính là gỗ lim nam phi. Thì gỗ lim nam phi nó có một cái đặc điểm đó chính là cái vân gỗ của nó vô cùng đẹp và nó giá thành nó lại cũng vừa phải nữa, nên được rất nhiều chủ đầu tư của chúng ta tin dùng. Thay vào đó, nếu như mà quý vị không muốn có những cái rèm này để che chắn cho cái cánh cửa của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng đến các chất liệu khác, ví dụ như là cửa thép vân gỗ, thì điều này nó sẽ hạn chế được hoàn toàn những cái vấn đề về cong vênh, mối mọt hay tác động từ phía bên ngoài vào công trình của chúng ta. Đây là phần cửa chính này, còn toàn bộ hệ thống cửa phụ, cửa sổ căn nhà này thì đều sử dụng bằng chất liệu đó chính là nhôm sinh pha kết hợp cùng kính cường lực. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trong công trình để khám phá công năng bên trong nhé. Xin mời ạ. Đầu tiên tới với phòng khách của chúng ta thì có diện tích lên tới 28m2 liền. Thì Ngọc Huyền thấy sao về không gian như thế này? Không gian bên trong phòng khách này thì rất là rộng rãi bởi cái diện tích cũng khá là lớn đi. Và bên cạnh đó thì gia chủ của chúng tôi thì có để một cái bộ bàn ghế nó cũng khá là lớn nữa, được làm chất liệu là gỗ tự nhiên để có thể thoải mái cho gia chủ có thể tiếp khách. Và ngoài ra bộ bàn ghế được thiết kế rất là cầu kỳ, rất là tỉ mỉ và tôi nhìn thấy khá là độc lạ đối với những cái đường bo như thế này ở phía tay cũng như là phía bên trên đầu ghế, nhìn rất là đặc biệt. Và không chỉ là với cái chất liệu là bàn ghế được làm bằng gỗ tự nhiên đâu, mà ngay cả cái hệ thống kệ tivi thế này cũng được làm bằng gỗ tự nhiên. Ở bên trên thì sẽ có một cái tivi rất là lớn để chúng ta có thể là đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Và quý vị thân mến, đối với phía bên trên trần nhà của chúng ta thì đang được sử dụng đó chính là hệ thống trần thạch cao không xương chìm. Và không chỉ là có trần thạch cao đâu mà còn có rất nhiều những cái đường phào chỉ xung quanh và được đắp màu vàng. Và cái điều này sẽ giúp cho không gian của chúng ta nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Và ở giữa của chúng ta cũng có bố trí một cái quạt trần. Cái điều này sẽ giúp thông thoáng hơn cho căn phòng, giúp dễ dàng lưu thông không khí và cái cảm giác chúng ta khi mà ở trong căn phòng rất là thoải mái. Và cái sự thông thoáng còn đến từ cái khu vực đó chính là hai hệ thống cửa sổ ở phía hai bên. Nó sẽ góp phần là mang được ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào này, cũng như cái luồng gió mát tự nhiên nữa. Thì khi mà chúng ta ở trong không gian này thì cảm giác vô cùng dễ chịu. Và không chỉ là cái cửa sổ đã giúp cho không gian thông thoáng mà phía bên dưới sàn nhà của chúng ta nữa, với cái khổ gạch rất là lớn như thế này thì sẽ giúp cho không gian tạo cái cảm giác nhìn nó rộng rãi, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Và ngay dưới khu vực tầng 1 chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì với diện tích là 15,2m2. Trong không gian này gia chủ chúng tôi có để một hệ thống giường ngủ. Bên này chính là tủ quần áo và bên kia thì chính là cái khu vực để bàn trang điểm cũng như bàn làm việc. Và trong căn phòng này của chúng tôi thì sẽ còn có thiết kế một cái hệ thống cửa sổ rất là lớn hướng ra phía bên ngoài của ngôi nhà, giúp đón ánh sáng tự nhiên cũng điều hòa không khí. Và khi mà chúng ta ở trong không gian này thì luôn luôn cảm giác được mát mẻ này và không bị cảm giác bí bách hay là chật chội. Có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là toàn bộ hệ thống cửa thông phòng trong căn nhà này thì đều được sử dụng là cửa khung nhôm kết hợp cùng với hệ thống kính cường lực. Riêng kính cường lực ở đây thì sẽ được sử dụng là kính mờ để có thể đảm bảo được cái yếu tố dương tư cho căn phòng của chúng ta. Và đối với không gian phòng bếp của chúng ta có diện tích lên tới 24m2 thì tại đây sau này khi mà gia chủ sử dụng lâu dài thì có thể bố trí thêm một cái bộ bàn ghế ăn để có thể thuận tiện cho quá trình ăn uống ngay sau khi nấu nướng. Còn hiện tại gia chủ chưa sử dụng nhiều lắm, thế nên là mới
thiết kế một cái hệ bếp ở đây thôi. Sau này chúng ta có thể bố trí thêm một cái hệ tủ ở phía bên trên cũng như là ở bên dưới nữa. Thì điều này nó sẽ giúp cho phòng bếp của chúng ta sang trọng hơn rất là nhiều. Và cái việc mà chúng ta bố trí này từ bồn rửa cho tới sau này chúng ta đặt bếp nấu ở đây, nó sẽ cùng thuận theo một hướng, tránh xung khắc thủy hòa với nhau, đảm bảo tốt cho phong thủy. Và ở bên trên chúng ta, cái mặt đá này, chúng ta có ốp gạch men đá lên cao để dễ dàng vệ sinh, lau chùi. Đặc biệt là trong cái quá trình chúng ta nấu nướng ấy, rất dễ là bị dầu mỡ bắn lên. Và không chỉ có thế mà phía bên trái này, chúng ta còn có một cái hệ thống cửa đi để có thể ra sảnh phụ. Cái việc này nó sẽ giúp thuận tiện hơn rất nhiều cho người nội trợ. Khi mà chúng ta đi chợ về, chúng ta mua đồ, chúng ta đi qua cửa này thì nó sẽ hạn chế rơi rớt đồ ra phía ngoài căn nhà của chúng ta. Và không gian tiếp theo thì sẽ chính là khu vực vệ sinh chung ở dưới tầng 1. Ở khu vực vệ sinh chung này thì chúng tôi sẽ chia làm hai phần. Bên này thì sẽ chính là khu vực nhà tắm. Trong nhà tắm này thì sẽ có đầy đủ lavabo và một vòi tắm sen. Ở dưới nền thì chúng tôi sẽ lát bằng chất liệu đó chính là gạch sỏi chống trơn. Còn toàn bộ xung quanh thì sẽ được lát bằng chất liệu là gạch men đá. Còn ở ngay phía khúc bên này thì sẽ chính là khu vực nhà vệ sinh. Ở bên này thì sẽ chỉ đơn giản thôi là sẽ có một cái bồn vệ sinh để có thể đáp ứng đầy đủ được cái nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Và với cái cách thiết kế là tách biệt giữa hai không gian nhà vệ sinh riêng và nhà tắm riêng thì chúng ta có thể là sử dụng cùng lúc cả hai không gian. Và các thành viên trong gia đình thì sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể chờ đợi nhau. Và ngay bây giờ xin mời chúng quý vị chúng ta được cùng đến với không gian tiếp theo. Và trước khi chúng ta di chuyển lên tới tầng 2 thì chúng ta sẽ cùng khám phá cầu thang này với hệ thống tay vịn hoàn toàn làm bằng gỗ tự nhiên. Và đối với mặt bậc và cổ bậc được thiết kế theo hai màu khác nhau để tránh vấp ngã hay là bước hụt trong khi chúng ta di chuyển. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên tầng 2 để khám phá nội thất công trình. Xin mời quý vị. Di chuyển lên tới tầng 2 của chúng ta thì hãy cùng khám phá công năng đầu tiên, đó chính là một phòng ngủ với diện tích là 15,2m2. Thì tại đây chúng ta đã bố trí được một giường đôi này, và ngoài ra nếu như mà sau này trong quá trình sử dụng chúng ta có thể xây dựng thêm một cái tủ quần áo rất là lớn ở đây, và ngoài ra đặt thêm vừa một cái bàn để học tập hoặc là làm việc nữa. Đặc biệt ở căn phòng này chúng ta có một cái hệ thống cửa sổ rất là lớn để hướng về mặt trước của ngôi nhà. Và cái điều này sẽ giúp cho căn phòng đón nhận được rất nhiều nguồn ánh sáng tự nhiên cho căn phòng nữa. Và chúng ta còn kết hợp với cả là hệ thống rèm, và cái điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng điều chỉnh sắc thái ánh sáng cho căn phòng trong quá trình sử dụng. Quý vị thân mến, ở trên không gian tầng 2 chúng ta sẽ còn có hai phòng ngủ nữa. Ở phòng ngủ bên này thì diện tích là 10m2, nhưng mà hiện tại thì gia đình của chúng tôi đang tận dụng khu vực này làm cái nơi có thể chứa đồ. Còn phòng bên này thì đây sẽ là một phòng ngủ được coi là lớn nhất, có thể gọi là phòng ngủ master cả gia đình, vì là phòng này sẽ có diện tích khoảng tầm hơn 16m2. Và bên trong căn phòng này của chúng ta thì gia chủ cũng có để một hệ thống giường ngủ. Và bên này sẽ là cái khu vực là bàn làm việc, và bên kia thì sẽ là hệ thống tủ quần áo. Và trong căn phòng này của chúng tôi thì sẽ còn có hai khu vực, đó chính là hai hệ thống cửa sổ ở phía hai bên để giúp điều hòa không khí cho căn phòng của chúng ta đón nhận nhiều ánh sáng tự nhiên. Và đặc biệt thì ở trên tầng 2 này có một cái chi tiết quý vị có thể để ý, đó chính là toàn bộ phần sàn ở tầng 2 thì chúng tôi đã sử dụng bằng chất liệu đó chính là phần gạch giả gỗ để tạo cho không gian tầng 2 này thêm ấm cúng hơn. Và bên cạnh phòng ngủ thứ hai thì chúng ta sẽ đến với một cái không gian. Ở đây chính là cái không gian đệm để có thể di chuyển vào khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chung của tầng 2 có diện tích đó chính là 8m2. Tại đây chúng ta có thể bố trí được một lavabo này, một bồn cầu và một vòi tắm sen. Và cái điều đặc biệt của nhà vệ sinh chung này đó chính là toàn bộ những cái mảng tường xung quanh đã được ốp gạch men đá từ dưới chân lên trên cao. Và cái điều này sẽ giúp chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh, lau chùi trong quá trình sử dụng. Ở phía cuối chúng ta còn có một cái ô thoáng nữa để hạn chế những cái mùi gây khó chịu trong quá trình chúng ta ở trong này. Và không gian cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay thì đó chính là khu vực phòng thờ. Đây là khu vực tâm linh của cả ngôi nhà. Và phòng thờ của chúng ta thì có một ban thờ đặt hướng ra phía trước của ngôi nhà. Đây cũng chính là một hướng rất là tốt cho gia chủ luôn. Và trong không gian thờ của chúng ta sẽ có diện tích là 13,5m2. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ có một hệ thống cửa sổ phía bên hông, cũng như là một cái hệ thống cửa. Cửa này thì sẽ giúp chúng ta là đi ra cái khu vực là ban công ở phía trước ngôi nhà. Tại phần ban công này thì quý vị có thể nhìn thấy là toàn bộ cái tầm view phía trước này. Ở xa xa kia thì chính là một con sông rất là lớn, góp phần là điều hòa được cái nhiệt độ trong nhà của chúng ta. Còn ở trong khu vực này thì ở dưới toàn bộ cái dưới sàn ấy thì vẫn được lát bằng chất liệu đó chính là gạch giả gỗ. Còn ở phía hai bên thì chúng ta cũng sẽ có là hai hệ thống cột trụ rất là lớn, đồng nhất với lại khu vực ở sảnh phía bên dưới. Và đối với hệ thống lan can của chúng ta thì được sử dụng đó chính là thép kết hợp với cả kính cường lực nữa để giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng đảm bảo an toàn mà vẫn rất là thông thoáng khi mà chúng ta có thể đứng đây này, chúng ta có thể nhìn xuyên qua xuống bên dưới. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã vừa giới thiệu cho quý vị công trình của gia đình anh Luận có địa chỉ tại Hưng Hà, Thái Bình. Vậy thì quý vị nghĩ sao về công trình này? Hãy lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.